Xin chào các em, lại là cô Thư đây. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em giải đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường Bùi Thị Xuân năm 2019-2020. Ở video trước, cô đã hướng dẫn các em giải 6 câu đầu phần giải tích. Thì đến video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải phần hình học, đó là câu số 7. Câu số 7 cho tứ diện SABCD có ba cạnh là SA, AB và AC đôi một vuông góc với nhau. Người ta cho độ dài ba cạnh SA, AB và AC cùng bằng A và gọi Y là trung điểm BC. Câu A yêu cầu chứng minh SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Cái thứ nhất là chứng minh SA vuông góc với ABC. Em sẽ chứng minh SA nó vuông góc với hai đường thẳng trong mặt ABC. Thì dễ dàng nhận thấy rằng SA nó sẽ vuông góc với AB và SA vuông góc với AC là theo giả thuyết mà đường thẳng AB và AC nó nằm trong mặt phẳng ABC, nên từ hai điều này em có thể suy ra SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Ý thứ hai, yêu cầu chứng minh mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng SAC. Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau, thì em chứng minh một đường trong mặt này nó sẽ vuông góc với mặt kia. Thì lúc này mặt phẳng SAB vuông góc với SAC. Thì cô sẽ chứng minh đường thẳng AB nó vuông góc với mặt phẳng SAC. Chứng minh như sau. Thì có đường AB nó sẽ vuông góc với cạnh AC. Đường AB cũng vuông góc với SA. Hai điều này là đều từ giả thuyết. SA và AC đều nằm trong mặt phẳng SAC, cho nên có thể suy ra được là mặt AB nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. Mà AB nó nằm trong mặt phẳng SAB. Thì đến lúc này em có thể suy ra là mặt phẳng SAB nó đang vuông góc với mặt phẳng SAC. Vậy là đã xong câu A. Tiếp tục đến câu B. Người ta yêu cầu chứng minh SAI vuông góc với mặt phẳng SAB. Tương tự như câu A, để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì em chứng minh một đường trên mặt này vuông góc với mặt kia. Thì lúc này ở trong câu này chị sẽ chọn B C, chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng SAI như thế nào đây? Em đã có sẵn đó là BC vuông góc với SA. Bởi vì sao? Bởi vì SA đang vuông góc với mặt phẳng ABC. Thì em cần tìm BC nó vuông góc với một đường nữa trong mặt SAI. Thì đó, mình có thể chứng minh được đó là BC vuông góc với AI như sau. Ta có giác tam giác ABC. Thì là có cạnh AB bằng cạnh AC. Suy ra tam giác ABC nó sẽ cân tại A. Tam giác này cân tại A có AI. AI đang là đường trung tuyến. Đường trung tuyến AI nó cũng sẽ đồng thời là đường cao. Nên suy ra AE nó sẽ vuông góc với BC. Nếu người ta có BC vuông góc với AE, là mình vừa chứng minh ở trên, BC nó lại vuông góc với SA. Bởi vì sao?
Bởi vì mình đã có là SA, mình đã chứng minh được SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Đúng chưa? Thì lúc này nó sẽ vuông góc với BC, nằm trong mặt phẳng ABC. Thì từ hai điều này em sẽ có thể suy ra được là BC nó vuông góc với mặt phẳng SAE, mà BC nằm trong đâu? BC nó nằm trong mặt phẳng SBC. Từ hai điều này thì em suy ra được cái mặt phẳng SBC nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAE. SBC vuông góc với SAE. Vậy là mình đã chứng minh xong câu B. Ở câu C, người ta yêu cầu em tính góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAE. SAB đây, SAE. Thì để chứng minh góc, để tìm góc giữa hai mặt phẳng này thì em sẽ sử dụng định nghĩa. Góc giữa hai mặt phẳng, nó chính là góc được tạo bởi hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Thì hai đường thẳng đó là hai đường thẳng nào? Thì em thấy giao tuyến giữa hai mặt phẳng này, giao tuyến giữa hai mặt phẳng SAB và SAE, nó chính là bằng đường SA. Vậy thì em có SA nó đang vuông góc với AB và SA nó cũng vuông góc với AE. Cho nên hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó chính là đường AB nó vuông góc với mặt phẳng SAE và đường AE nó vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì lúc này em sẽ chuyển từ góc giữa hai mặt phẳng về góc giữa hai đường thẳng. Được chưa? Mình bắt đầu trình bày ha. Thì giao tuyến giữa hai mặt phẳng này chính là SA, mà SA nó lại vuông góc với đường AB theo giả thuyết, và SA vuông góc với AE. Bởi vì sao? Vì SA vuông góc với mặt phẳng SAB, ABC. Mình đã chứng minh ở câu A. Thì từ hai điều này em có thể suy ra góc giữa hai mặt phẳng, em góc giữa SAB và SAE. Góc giữa hai mặt phẳng này chuyển về góc giữa hai đường thẳng AB và AE. Và thế bây giờ công việc của mình nó sẽ chuyển về tính giữa hai góc giữa hai đường thẳng này, thì dễ dàng ta thấy được tam giác ABC nó đang là tam giác gì? Bởi vì góc giữa hai đường thẳng này nó bé hơn 90 độ, cho nên mình có thể ghi lại nó chính là góc BAE. Rồi ta có thể nhận thấy rằng tam giác ABC cân tại vuông cân tại A. Mà có AI là trung tuyến, cho nên nó cũng sẽ đồng thời là phân giác. AI nó là phân giác của góc BAC. Vậy thì suy ra được góc BAE của em nó sẽ bằng 1 phần 2 góc BAC và bằng 45 độ. Và lúc này em kết luận được vậy góc giữa hai mặt phẳng SAB và mặt phẳng SAE nó bằng 45 độ. Được chưa? Rồi mình sẽ xong câu C. Tìm góc giữa hai mặt phẳng. Tiếp đến câu D. Trên tia đối của TIA, người ta lấy điểm D sao cho cái đoạn ID nó bằng hai lần cái đoạn IA, thì gọi E nó là trung điểm của đoạn SD. Thì người ta yêu cầu em tính khoảng cách từ E đến mặt phẳng FBC. Thì ta có thể nhận thấy rằng điểm E và mặt phẳng FBC, điểm E nó là điểm điểm lơ lửng không đặc biệt, cho nên lúc này em phải đưa E về
tỷ số của nó bằng bao nhiêu lần của tỷ số của điểm đặc biệt thì ta mới dễ dàng tính hơn. Thì điểm đặc biệt trong trường hợp này đó chính là điểm A, nó chính là điểm hình chiếu của S là mặt phẳng ABC. Và chúng ta sẽ liên kết hai khoảng cách này như thế nào đây? Đầu tiên cô sẽ đưa khoảng cách từ E và khoảng cách từ D. Khoảng cách từ E mặt phẳng FBC chia cho khoảng cách từ D đến mặt phẳng FBC thì giao điểm của E và D đến mặt phẳng FBC chính là điểm S, thì tỷ số này nó sẽ là bằng SE chia cho SD và là bằng 1 phần 2. Được chưa? Suy ra khoảng cách từ E đến FBC nó sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ D đến mặt phẳng FBC. Tương tự, tiếp tục em lấy khoảng cách từ D đến mặt phẳng FBC chia cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC. Này giao điểm của AD với mặt phẳng FBC là điểm Y, vậy tỷ số này nó sẽ là YD nè, vậy bằng YA, bằng YA. YD nó sẽ hai bằng YA, thì suy ra khoảng cách từ D đến SBC nó sẽ bằng hai lần khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC. Cái này là 1, cái này là 3, cái này là 4. Thì từ 3 và 4 suy ra được khoảng cách từ E đến mặt phẳng FBC nó chính là bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC. Ngày bài toán nó để chuyển về tính khoảng cách từ A. Thì để tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC thì em phải dựng đường vuông góc đến mặt phẳng FBC. Thì ta đã, ở câu trên em đã chứng minh được đó là gì? Mặt phẳng SBC đang vuông góc với SAE. Vậy thì để dựng đường vuông góc thì chỉ cần em kẻ từ A đến đường giao tuyến XA là xong. Được chưa? Nó chính là được kẻ AH, thì lúc này AH nó chính là khoảng cách đó. Mình sẽ chứng minh nó. Kẻ AH vuông góc với AI. Mình như thế nào? Rồi, ta có mặt phẳng SBC SAI đang vuông góc với SBC. Lúc này mặt giao giao tuyến giữa hai mặt này, giao tuyến giữa SAI và SBC nó chính là bằng cái đường SA mà mình lại có là AH đang vuông góc với SA. Vuông góc. Từ ba điều này em có hai mặt phẳng vuông góc với nhau mà đường vuông góc với giao tuyến thì sẽ vuông góc với mặt kia. Cái này AH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SBC. Vậy thì khoảng cách lúc này, khoảng cách từ A đến mặt phẳng FBC nó chính là bằng đoạn AH. Rồi, bây giờ làm sao để tính AH đây? Để tính AH thì em sẽ đặt AH vào trong mặt phẳng. Đặt AH vào trong tam giác SAI, tam giác vuông. Trong đó AH là đường cao. Thì tam giác SAI nó đã có cạnh SA, còn thiếu cạnh AI. Đúng chưa? Mình sẽ tính cạnh AI. Thì trong tam giác ABC có AI, nó chính là đường trung tuyến, thì nó sẽ một nửa cạnh BC AI bằng 1 phần 2 BC. BC là cạnh huyền theo Pythagore. Này
AI mình tính được nó chính là A căn 2 chia 2. Có AI, có SA thì mình áp dụng vào trong tam giác vuông SAI có đường cao là AH thì mình sẽ sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tam giác SAI vuông tại A có được chiều cao là 1 phần AH bình, nó sẽ bằng 1 phần SA bình cộng cho 1 phần AI bình. Có SA, có AI thì em sẽ tính được AH. AH nó sẽ bằng gì? Rồi em thay SA là bằng A nè, AI là bằng A căn 2 chia 2 thì em sẽ tính được AH, đó chính là A căn 3 chia 3. Có AH thì AH nó chính là bằng khoảng cách từ A đến F và C, mà khoảng cách từ A đến F và C nó lại bằng khoảng cách từ E đến F và C. Vậy là mình đã giải quyết xong bài toán. Vậy khoảng cách từ E đến F và C nó chính là bằng A căn 3 chia 3. Vậy là xong câu D rồi đúng chưa? Cô đã hướng dẫn các em giải đến xong đề thi của học kỳ 2 môn toán lớp 11 của trường Bùi Thị Xuân. Cô chào các em.